Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube và Facebook của Hùng Huyền Đông Anh. Ở kênh YouTube và Facebook này, Hùng Huyền Đông Anh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm đang có tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh. Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2019, Hùng Huyền Đông Anh về rất nhiều các mặt hàng, từ bình dân đến cao cấp. Hàng cao cấp có cặp loa tai nôi Tunberry GR mới nguyên thùng xốp. Cặp loa này được rất nhiều người tìm mua và hiện cặp loa mới về tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh. Cặp loa này hiện đang được bán với giá là 119.500.000 đồng. Bên cạnh đó là cặp loa Sansui FP2000 và FP3000, một cặp loa Bose 601 CD3 màu vàng, một cặp loa Sequin Vega AT15. Cặp loa này đang được bán thường xuyên tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 31 triệu đồng. Đây là cặp FP3000 của hãng Sansui. Đây là cặp Sansui X7700. X7700 rất đẹp. Quý vị có nhu cầu tìm mua những sản phẩm âm thanh từ bình dân đến cao cấp, xin mời quý vị hãy đến với Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477.